Thực sự tôi muốn anh em coi cái clip chia sẻ về cách tự sửa xe, sửa cái này, sửa cái nọ. Và tôi muốn anh em coi liên tục từ đầu đến cuối mà không bị đứt quãng thì anh em mới có thể làm chính xác được. Ngay cả tôi còn làm cà trợt cà ruột nữa mà. Nếu mà nói về min thì cảm giác của tôi chơi min nha, thì nó đem lại cho mình một cái cảm giác đó là bất an lắm. Thật sự bất an, chứ nó không có phải là má trần trụi bụi bặm gì đâu. Cảm giác đi mà má nhiều lúc không biết nó chết máy lúc nào, hoặc là không biết nó tụt sơn lúc nào, hoặc là không biết nó lủng bánh xe lúc nào. Chào mừng anh em đã trở lại với tiết mục phá xe của người nông dân. Ủa, mà hôm nay không có phá xe, hôm nay chỉ chia sẻ những cái thứ hay ho về min thôi. Lúc mà tôi bắt đầu làm cái series min motorcycle cho anh em mới chơi á, và chia sẻ cách cho anh em tự sửa xe á, thì tôi cũng nghĩ là mình làm như vậy có ảnh hưởng đến chén cơm của anh em sửa xe rồi anh em buôn bán phụ tùng hay không, nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà rồi thì thôi, ai giỏi thì họ sẽ tự có cách thôi, còn ai dở thì họ cũng sẽ tự có cách thôi. Không có cái trải nghiệm nào, không có cái kinh nghiệm nào bằng cái kinh nghiệm của bản thân đâu. Nếu mà anh em thích thì cứ mua về và làm nó theo ý mình thôi. Còn cách làm như thế nào thì coi clip của tôi đi rồi sẽ biết được cách làm thôi, cách khắc phục sửa chữa thôi. Ơi, khi mà anh em mua xe á thì mà ở đây tôi không có buôn bán gì nha. Khi anh em mua xe thì anh em cứ lựa những chiếc xe nó khoảng trong tầm giá từ 4 đến 7 triệu gì đó thôi. Miễn sao đó là cái miễn làm sao cái khung xe nó liền lạc, nó không có hàn xì, chóp nối, gãy hay mục. Rồi cái bình, cái thùng xăng gì gì đó, rồi ba cái cốp, ba cái dè gì đó nó vẫn còn mới, hoặc là mới sơn lại thì nó cũng là mới. Về phần máy thì anh em cứ đạp lên nổ chạy được, phanh thì nó dừng, nhún vô ổ gà thì nó nhún là được rồi, đâu có cần gì nhiều đâu. Anh em đừng có mua về mà tin tưởng là đi rồi nó sẽ bền giống như mấy chiếc quay rim bình thường đâu, nó còn tệ hơn xe xe tàu nữa. Còn đồ zin, đồ lô gì đó thì những cái thứ gì tốt cứ gắn vào. Đồ zin thì thực sự nó tạo cho mình cái cảm giác gọi là xe nó liền lạc, nhưng nó cũng cho mình được một cái gọi là bất an, chứ không phải là mấy cảm giác trần trụi bụi bặm gì đâu. Ví dụ như chạy cục TK đi, thì khi mà cái cục TK nó chết thì anh em cũng phải đợi đợi người bán hàng, người ta gửi hàng cho mình mới có đồ gắn. Còn tôi thích chuyển qua IC để lỡ nó hư tôi có cái tôi thay liền. Anh em thích thì cứ mua về trải nghiệm thôi, nó đâu có đáng bao nhiêu đâu. Nhiều lúc bán ve chai cũng gỡ gạc lại vốn. Người ta bán xe thì người ta sẽ quảng cáo thôi, này nọ bao lọ bao chai. Thì nghe nghe vậy thôi, tin hay không tùy anh em thôi. Chứ tôi cũng không có dám nói là ông này bao cái này, ông kia bao cái kia là không được. Anh em cứ thử để ý coi, có cái xe nào không hư đâu, có ai không bệnh không. Thì chơi, mua về rồi tự thuần hóa nó thành chiếc xe của mình. Còn đồ nghề sửa xe khi mà đi đường dài với min á, thì đi đường dài tùy ông thôi, 100 cây số cũng dài, 1.000 cây số cũng dài, 10.000 cây cũng dài, tùy thôi. Anh em cứ để ý ở trên cái chiếc xe của mình đó, nó có bao nhiêu con ốc, rồi mỗi con ốc nó phải dùng một cái dụng cụ riêng để tháo ra, thì anh em cứ mua thôi. Và anh em cứ để ý là chiếc xe của mình nó hay bị cái gì nhất, cứ mua cái đó. Ví dụ như nó hay lủng bánh xe thì mua hai cây móc lốp về mắc, rồi cái bơm bơm đạp á, cho nó gọn, rồi cái gì nữa ta, rồi cái cờ lê mỏ lết gì đó tháo bánh sau. Mỗi lần vá xe ấy, đừng có vá, mẹ nói đừng có vá, thủng là thay đồ mới nhét vào, mỗi lần mà thủng mà tháo ra thôi hết cơm. Thì đó đó là đồ sửa xe. Còn để mà đi được chiếc min á thì nó không phải là có tiền thì chơi được đâu, mà không có tiền mới chơi được á, nó chơi vậy thôi, chứ cần cái sự đam mê, thích thú ấy, phải thích thích con thú ấy. Nó là con thú mà, và mày mò tìm tòi sửa chữa. Và một cái quan trọng nhất là đừng có đốt xe,
Thì đối với anh em buôn bán hoặc là anh em sửa xe thì tất nhiên ai cũng cần tiền để sống cả, ai cũng cần tiền để nuôi gia đình, để nuôi vợ con cả, hoặc là để nuôi bản thân. Và thực sự nếu mà anh em muốn làm giàu á, thì đừng có lấy min ra làm giàu, nó chả đáng bao nhiêu cả. Ví dụ như xe tôi mua có 1.3 triệu ở trong vựa ve chai á, thì cái chủ vựa ve chai ở Yên Bái họ lời được khoảng hình như là 400.000. Tại vì khi mà bán xong, khi mà mua xong á, tôi chạy ra tìm sửa xe, tôi kêu gắn cho cục IC 4 chân vào để nổ chạy, thì gặp ngay thằng chủ xe, nó hỏi xe này mày mua bao nhiêu, nó 1.3 triệu, thế mày mua đắt rồi, tao bán có 900 thôi, cũng được, không vấn đề gì cả. Thì anh em bán đồ thì cứ chia sẻ thẳng với những anh em mua đồ, mua phụ tùng, cũng nên tư vấn là cái này á, mình cái này nó cũng chẳng phải là đồ tốt, cái này là đồ chế cháo gì đó, chạy được khoảng bao lâu, sử dụng được bao lâu, chứ thực sự nó chả đáng gì cả. Ví dụ như một cái bộ số mà tôi mua của một thằng em ở Hà Nội, thằng đó sửa xe mà mình không có tiện nói tên ở đây, thì nó không thích lên, thì nó bán cho mình bộ số với lại bộ lá côn, lá bố gì đó, bảo 500, thì 500 chứ có cái gì đâu. Nhưng mà mua xong rồi thì lại phát hiện ra răng nó bị mẻ, rồi cũng phải mài số lại. Thì mình cũng vui vẻ mình làm thôi, tại vì đồ min mà có là may lắm rồi, chứ đừng đòi hỏi đồ ngon. Tại vì thực sự á, khi mà đồ của xe này gắn vào xe kia thì làm sao mà nó khớp được. Dù khi sản xuất á, thì nó chỉ là một thông số thôi, nhưng mà sau một cái quá trình hoạt động rồi, động cơ nó hoạt động á, nó sẽ có hao mòn, thì làm sao mà gắn vô nó không sụp xịt được. Thì mình phải điều chỉnh lại những cái chỗ đó, chứ đừng có nghĩ là mua về gắn vào là nổ đâu. Ví dụ như có một số anh em mua cái chế hòa khí, thì tôi gọi là cái bình xăng con ha, của ở trên mạng á, cũng là cái dạng của K65 á, một dạng của K65, thì anh em gắn vô kêu là ga nó lớn quá, xăng nó chảy, trời ơi, mua về đâu phải gắn vào là chạy được đâu, phải chỉnh sửa rồi từ lưa hết. Nếu anh em thích đồ mới, đồ sạch sẽ thì cứ mua về gắn vào, còn không thì có những cái clip về cái gì canh xăng chế K65 rồi chế Baco hoạt động như thế nào, trong đó cũng có canh chỉnh mức xăng trong đó, thì anh em cứ ước lượng. Ví dụ như tôi đưa ra một cái mức là ngay chỗ cái gạch đó, nhưng mà anh em canh ngay chỗ cái gạch đó mà chạy cảm thấy nó thiếu xăng hoặc là nó bị hụt ga, thì anh em nâng lớn lên một miếng, chắc có vấn đề gì cả. Chỉ chẳng qua là tôi đưa cho anh em một cái mức đó để làm cái mức để anh em gia giảm thôi, chứ không phải là làm theo như vậy. Khi mà anh em coi xong thì cũng nhớ làm sửa xong thì cũng nhớ vào clip bình luận để báo cáo tình hình, để cho tôi biết đường clip sau tôi sẽ làm nó chính xác, hoặc là làm theo một cái hướng nào đó cho anh em dễ hiểu, dễ coi, dễ làm. Rồi còn cái gì nữa ta? Và khi mà anh em hỏi á, thì anh em vào trong video hỏi luôn. Nó có rất là nhiều thứ, cái gì nồi, rồi bình xăng con, rồi hộp số, rồi điện, rồi đủ kiểu hết. Anh em không hiểu cái gì thì vào coi hết những cái clip đó. Anh em không hiểu cái gì ở trong clip đó thì anh em cứ bình luận vào trong cái clip đó thôi. Tại vì sao tôi kêu anh em vào trong clip bình luận, clip ở trên YouTube á, thì ở đó tôi sẽ nhận được thông báo. Còn tôi share hai group đó, nhưng mà thông báo thì lúc có lúc không, rồi trả lời lộn xộn tùm lum hết, rồi sẽ ảnh hưởng đến anh em buôn bán rồi anh em khác. Thì anh em có thắc mắc gì thì cứ vào trong clip bình luận, để lại bình luận ở trong đó, rồi tôi sẽ trả lời thôi. Anh em hỏi về những cái sửa xe, những cái cách khắc phục, rồi những sự cố dọc đường, rồi cần phải như thế nào, làm gì, nói chung là nó phải liên quan sửa xe. Chứ hỏi về số khung, số máy, rồi đồ zin, đồ lô, rồi giấy tờ, rồi xe này giá cả, rồi chỗ bán, cái đó tôi không biết đâu. Đừng hỏi mấy cái đó, vì thực sự nó rất là nhạy cảm, tôi không có thích đụng đến những cái thứ nhạy cảm. Giống như kiểu tôi cũng không có recommend, tôi cũng không có đề xuất, cũng không có giới thiệu là ông này bán đồ này, ông kia bán đồ kia, ông nọ bán đồ nọ, anh em phải cần đến những chỗ đó. Không, tôi cũng giới thiệu như vậy, giới thiệu gì dễ dính phốt lắm. Nhiều lúc anh em chưa biết đó, thì anh em cứ đổ thừa là ông này bán đồ dỗm, rồi
tôi dính phốt chứ ai. Thôi vậy nha, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Có gì thắc mắc cứ để lại bình luận ở dưới video á.